Xin chào tất cả khách hàng yêu quý của DK Eyebrow Beauty. Thì trong kính máy quay là một anh khách hàng rất là quen thuộc đã đến với DK. Nếu mà các bạn đang thường xem livestream của DK thì chúng ta cùng giao lưu với anh một chút nhé. Xin chào anh ạ. Hello, xin chào mọi người. Vâng, anh giới thiệu một chút về bản thân để cho các bạn đang xem livestream được biết đúng không? Xin chào mọi người, mình là Ním, mình là em của chị Cún. Chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy mặt mình quá khá là quen thuộc rồi. Vâng, rất là quen thuộc rồi ạ. Thì anh có thể chia sẻ một chút là hôm nay anh qua DK để làm những cái dịch vụ gì được không ạ? Hôm nay thì mình quay lại đây để kiểm tra lại và tạo thêm một chút xíu ở lông mày thôi. Trên mặt mình thì mình đã từng làm lông mày ở tại DK này và đã từng làm môi ở DK này. Lông mày thì mình làm cách đây 2 năm và môi thì làm cách đây 4 năm rồi. Nhưng mà hôm nay mổ môi thì như các bạn đã nhìn thấy thì nó khá là tự nhiên, không cần phải giảm lại nữa. Còn là bởi vì là cái cơ địa của mình là da rất là dầu. Đấy nên là thi thoảng mình sẽ qua để giảm lại thôi. Nhưng mà từ làm lông mày cách đây 2 năm nhưng mà lần này là mình chỉ giảm thêm một vài sợi ở phần đuôi thôi. Đấy, nhìn rất là đẹp. Lại những cái phần mờ và hụt sợi. Đúng rồi, chính xác. Chứ còn lại thì cả lông mày của mình thì kể cả về dáng lẫn cả về sợi vẫn rất là ok. Thì như anh chia sẻ là anh môi đã làm được 4 năm rồi đúng không ạ? Thì ống kính zoom cận một chút vào môi của anh giúp em nhé. 4 năm rồi nhưng mà màu một thì vẫn rất là trong, không hề có dấu hiệu của việc trổ hay là tím gì cả. Với đôi môi này của mình thì anh cảm thấy như thế nào anh nhỉ? Nói chung là rất là mãn nhãn bởi vì là đến mùa đông ấy thì nó rất là nhàn, nó không còn bị tái nhợt nữa. Vốn trước thì ngày xưa môi của mình không bị thâm nhiều, nhưng mà cứ đến những cái mùa mà lạnh ấy thì môi nó hay bị tái nhợt đi và nó kiểu nó trông nó rất là yếu. Nhợt nhạt đúng rồi, nhợt nhạt. Bây giờ thì nó trông nó tươi trẻ hơn, lúc nào nó cũng như này thôi. Đấy. Ngủ dậy là mình đã thấy mình đẹp hơn. Chính xác. Và với cái khuôn mày của mình thì cũng rất là nam tính đúng không anh? Rất là ưng. Thì anh có thể chia sẻ một chút thêm về cặp mày trong cái quá trình làm, em có cảm thấy đau rát hay khó chịu điều không? Tại vì là mình trước đây thì cũng làm lông mày mấy lần rồi, nhưng mà tại vì là mình cũng đã từng mổ ấy và đã phải sử dụng những cái tê rất là cao rồi, nên là khi mà sử dụng lại những cái tê bình thường như thế này ấy, thì mình sẽ cảm thấy rất là đau. Nhưng là đấy là đối với những công nghệ trước thôi, còn hiện tại như bây giờ thì ngày hôm nay thì trộm vía may quá làm xong thì nó hoàn toàn là bình thường và những cái vùng da xung quanh nó cũng không bị tấy đỏ quá nhiều như ngày xưa. Chứ như ngày xưa mà làm xong thì lúc này nó phải sưng ụ lên rồi và nó còn tấy đỏ rất là nhiều. Đấy. Thì hôm nay thì may mắn làm xong vẫn cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không bị đau đớn như ngày xưa. Mà không hề có dấu hiệu sưng nề và hay tổn thương cái vùng da lông mày của anh đúng không ạ? Vâng, thì anh có một lời nhắn nhủ gì với các bạn đang xem livestream hôm nay thì nhỉ? Tại vì thời điểm này có thời điểm rất là thích hợp để mình làm đẹp đấy ạ. Ok, mọi người nếu như mà muốn làm đẹp thì mọi người hãy qua DK, bởi vì thực ra thì không phải là đây là chị mình để mình khen, nhưng mà đúng là chị mà phải làm đẹp thì em mới qua thường xuyên được. Nên là các bạn nào, ví dụ như các bạn nam mà bị thiếu hụt lông mày này, hay là có những cái lông mày trổ xanh trổ đỏ mà muốn sửa đi, thì đây cũng là một địa chỉ rất là uy tín, 61 Nguyễn Công Trứ, mọi người cứ đến nhé. Em cảm ơn những chia sẻ của anh nhé. Thì các bạn đã nghe những chia sẻ rất là chân thực từ anh rồi. Thì mọi người muốn có một cặp lông mày hay là đôi môi hay có bất kể vấn đề gì thì hãy inbox ngay cho fanpage để được tư vấn cũng như hỗ trợ tốt nhất từ chuyên gia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn ạ. Bye bye.